Xin chào các anh chị. Thì tiếp tục nội dung về uh, tổng quan các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Thì hôm nay chủ đề hôm nay sẽ là về yếu tố có hại. Thì theo luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 tại điều số 3 thì yếu tố có hại là yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe của con người trong quá trình lao động. Thì cái yếu tố có hại này nó sẽ ngược với yếu tố nguy hiểm. Thay vì nó gây chấn thương, tức thì thì cái này nó sẽ gây bệnh tật và làm suy giảm từ từ sức khỏe của con người. Thì cái này thì uh, sức khỏe của con người được ví như là một sợi dây thần thì yếu tố có hại giống như là một con dao mà nó bị mòn thì khi mà người lao động họ làm việc trong một môi trường mà có yếu tố có hại mà làm việc liên tục lặp đi lặp lại hàng ngày thì giống như là cái con dao này nó được khứa đi khứa lại cái sợi dây thừng liên tục liên tục liên tục và chắc chắn sẽ có một ngày cái sợi dây thừng này nó bị đứt ra thì chứng tỏ lúc đấy là sức khỏe của con người đã bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng lúc đấy suy, bị suy giảm sức khỏe trong quá trình lao động thì uh, phía bên tay phải đó là nhóm các cái yếu tố có hại Ví dụ như là vi khí hậu, ánh sáng, bụi, tiếng ồn, rung, economy hay là vi sinh vật hay là hơi hóa chất độc thì đó là một trong những các cái yếu tố có hại. Thì để ví dụ một số các cái yếu tố như là như là về vi khí hậu làm việc trong nhiệt độ môi trường ví dụ như là những người công nhân xây dựng ở công trường xây dựng thì họ làm việc ở ngoài trời một cái nhiệt độ rất là cao đó thì uh, đấy cũng là một cái ảnh hưởng đến uh, việc uh, suy làm suy giảm sức khỏe trong một ngày làm việc mà mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều quá nhiều quá nhiều thì lúc đấy cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình uh, ngược lại thì đối với những người làm việc trong văn phòng thì họ làm việc dưới một cái nhiều, uh, nhiều khu vực nhiều cái văn phòng họ làm việc với những cái máy điều hạ nhiệt độ thấp, nhiệt độ thấp thì cái phần cơ phần mô của họ dần dần sẽ bị co lại khi mà họ ngồi làm việc hàng tiếng hàng giờ ở trong cái khu vực đấy và dần dần cái người của họ sẽ cảm thấy là uh, thiếu sức sống và lúc đấy cũng dẫn đến tình trạng là mệt mỏi trong uh, suốt một ngày làm việc thì đó là một trong những cái ảnh hưởng mà yếu tố có hại nó gây ra đó là làm từ từ suy giảm sức khỏe của con người thì chúng ta cần phải có một cái chế độ nghỉ ngơi cũng như là ăn uống hợp lý để không bị ảnh hưởng với những cái yếu tố này à, một ví dụ tiếp theo như là về vi sinh vật thì như mọi người cũng thấy hiện nay điện hình hiện nay đó là ảnh hưởng của Covid-19 đó là khi mà cái con virus này nó vào cơ thể của mình thì chưa thể phát huy được mà nó phải có một thời gian để nó uh, tiếp xúc với cơ thể của mình, cơ thể vật chủ. Sau đó thì nó mới sinh, nó mới phát triển và dần dần nó gây ảnh hưởng và nó dẫn đến như là tình trạng nghiêm trọng nhất đó là tử vong. Và một ví dụ khác như là một trong những cái yếu tố về economy như là về tư thế lao động tư thế lao động như là những người làm việc văn phòng thì họ ngồi làm việc với máy tính hàng tiếng hàng giờ nhưng mà tư thế ngồi làm việc mà không đúng hoặc là cái tư thế gõ bàn phím gõ liên tục liên tục như vậy với cái cử động hành động với cái ha, hành động là lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại và ngồi không đúng tư thế, cái hệ cơ xương của mình nó không được phát huy hết tất cả hiệu lực của nó, thì lúc đấy nó sẽ gây ảnh phản ứng ngược lại cho cơ thể của mình, nó gây ra mệt mỏi và làm cho cái uh, uh, trạng thái làm việc của mình nó càng ngày càng giảm đi, giảm đi. Và còn ở cái khu vực nhà máy sản xuất thì đặc biệt là đối với những người mà mang vác thủ công, những người mang vác vật nặng và những người mà đẩy hàng hay là những người ngồi trên những cái băng truyền mà làm những cái uh, hành động mà lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại thì cái đấy cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến phần cơ xương và tất cả những người mà họ làm việc ở trong những môi trường mà có có những cái yếu tố có hại này làm việc liên tục tiếp xúc liên tục liên tục liên tục thì cần phải có một cái chế độ ăn uống hợp lý nghỉ ngơi hợp lý để không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố này gây ra thì đó là nội dung tổng quan về những cái yếu tố có hại thì uh, xin hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo mình sẽ có những nội dung tiếp theo